thì xích mích là câu chuyện là thằng Tùng Bỏng ấy xích mích với Hoàng Em, kiểu như là đang ngủ trưa chiêu nhau thôi nhưng mà tự nhiên lại đánh nhau. Đúng rồi, mấy đội cái đánh nhau rồi đấy. Anh đang chuẩn bị lên Bắc Ninh để xử lý thằng Tùng này. Anh cay lắm, xem video anh bức xúc lắm. Em tưởng là mấy anh em mà trêu nhau phải. Thì anh cũng nghĩ vậy mà. Anh tưởng là anh em sống với nhau bao nhiêu năm, tưởng là trêu nhau bình thường thôi, nhưng mà không ngờ thằng Tùng nó lại sống với Hoàng Em thế không được. Chỉ vì một anh bạn này, chỉ vì một câu chuyện mà. Chưa biết là Thành Long nó có về Hà Nội chưa, nhưng mà anh em lâu ngày nhớ lắm anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ gọi Thành Long để hỏi thăm sức khỏe và có về Hà Nội chưa, để hôm nữa tôi lên Bắc Ninh chơi giúp Hoàng Em, xong bảo Thành Long cùng về giúp với tôi nha mọi người nhá. Đây mọi người, là Thành Long không? Đây Thành Long ấy. Bây giờ tôi gọi nói chuyện cho mọi người xem. Alo, em về Hà Nội chưa? Em về Hà Nội chưa? Em về Hà Nội chưa? Em về Hà Nội rồi á? Ồ, về mà không bảo anh câu gì thằng này. Anh bận này, hôm trước là anh đang xử lý mấy việc của tên Tem cho nên anh không để ý. Thì xích mích là câu chuyện là thằng Tùng Bỏng ấy xích mích với Hoàng Em, kiểu như là đang ngủ trưa chiêu nhau thôi nhưng mà tự nhiên lại đánh nhau. Đúng rồi, mấy đội cái đánh nhau rồi đấy. Anh đang chuẩn bị lên Bắc Ninh để xử lý thằng Tùng này. Anh cay lắm, xem video anh bức xúc lắm. Em tưởng là mấy anh em mà trêu nhau phải. Thì anh cũng nghĩ vậy mà. Anh tưởng là anh em sống với nhau bao nhiêu năm, tưởng là trêu nhau bình thường thôi, nhưng mà không ngờ thằng Tùng nó lại sống với Hoàng Em thế không được. Chỉ vì một anh bạn này, chỉ vì một câu chuyện mà. Chính là thằng Tùng là một người anh mà nó xử lý thế không được. Anh bức xúc thật. Lúc đầu anh cũng tưởng vậy, không ngờ nó lại chuyện nó lại quá xa rồi bây giờ ấy. Ờ thế tầm vài hôm nữa anh cũng lên giúp Hoàng Em mà. Vâng, vài hôm nào anh em thì anh bảo em. Ok, hôm nào anh em mình hẹn anh em mình lên văng trên mẹ thằng Tùng đi. Đó, anh cũng không để được. Chắc vài hôm anh em lên lên Bắc Ninh anh em ngồi nhá. Vâng, thế anh đang làm gì đấy? Anh đang ở quê thôi. Anh về quê, nhà anh có việc. Ok, anh cảm ơn nha. Hiện nay em khỏe không? Em ở đây, em bình thường. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Vài hôm nữa anh em mình lên Bắc Ninh xử lý văng. Em đi đánh đám cưới mà, em quay video cho
À vậy á. Ok nhá, thế tối có gì quay lên đây rồi anh em với mọi người cùng xem. Ok em. Bye em. Đấy mọi người ạ. À, Thành Long chính thức là ra Hà Nội ở mọi người nhá, không ở trong Mỹ nữa. À ngoài Mỹ phải không? Ngoài Mỹ. Đợt trước là Thành Long vào trong kia được mấy hôm mới sao bảo là công việc nặng quá, cho nên lại Hà Nội làm. Thì nãy tôi gọi Thành Long rồi, anh em tôi chắc chắn hẹn vài hôm nữa gặp thằng Tùng Bỏng trên Bắc Ninh. Bọn tôi lên Bắc Ninh, bọn tôi phang thẳng mặt thằng Tùng Bỏng luôn. Chứ anh em tôi ngán gì phải không mọi người? Tại vì hôm nay tôi tò mò, sao có người bảo là Thành Long về Hà Nội rồi, có người lại bảo chưa, cho nên tôi gọi thẳng cho Thành Long hỏi. Chính thức là Thành Long là về Hà Nội rồi mọi người nhá. Bây giờ anh em tôi sẽ chuẩn bị là, hai anh em tôi hẹn nhau là chuẩn bị là lên giúp phòng em rồi. Cho nên hôm nay tôi lên đây, tôi chỉ muốn nói với mọi người là tôi sớm có mặt trên Bắc Ninh nha. Hẹn Tùm Bỏng một ngày gần nhất mọi người nha. Bye bye mọi người.